một lần nữa, xin chào quý khán thính giả của đài VNTV San Diego đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, Sức khỏe và đời sống. Tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Hôm nay chúng ta có sự hiện diện của tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một đề tài khác, đó là cái sự ảnh hưởng tương tác giữa mạng lưới xã hội trong việc chữa trị y khoa ngày hiện đại ngày hôm nay. Cái vấn đề là, thưa quý vị, ngày xưa đó tôi cũng nhớ là khi mà mình nhìn ông bác sĩ thấy ông như là ông God, tức là ông nói, tức là Đức Chúa Trời đó, ông nói cái gì là mình phải nghe cái đó. Còn bây giờ thì người bác sĩ rất là gọi là bệnh nhân giáo dục, thưa quý vị. Mà càng bệnh nhân giáo dục hơn nữa, đó là cái vấn đề là mạng lưới xã hội. Có nhiều người bệnh nhân bây giờ họ nghĩ rằng là họ có thể text message cho bác sĩ, họ có thể xin số điện thoại riêng của bác sĩ để gọi cho bác sĩ, lên Facebook của bác sĩ để mà chit chat với bác sĩ. Thì những cái đó, thưa quý vị, đối với tôi thì là tôi cũng có những cái gọi là suy nghĩ riêng, nhưng mà tôi muốn phản ánh cái suy nghĩ đó với lại tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh hôm nay để coi thử là ông có những cái kinh nghiệm gì chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay, thưa quý vị. Kính chào bác sĩ Minh. Tôi cũng là và những người mà thường đi bệnh viện để khám tổng quát, thì tôi cũng có bác sĩ gia đình. Thì phải nói thiệt là người Việt Nam mình nhiều khi cũng hơi lơ đãng đi khám bệnh. Thì ở Việt Nam thì nói thiệt, khi nào mà ốm thì mới đi khám bệnh, còn không ai mà đi khám bệnh tổng quát cả. Thì theo tôi là đi khám bệnh tổng quát đó là một chương trình mà đối với người mà trên 50 hay 60 chúng ta nên thực hiện theo lời bác sĩ, tức là có thể là 6 tháng một lần, có thể là 1 năm một lần. Đó là cái ý kiến của tôi. Thì nhân đây tôi cũng xin hỏi bác sĩ là tôi thấy là nhiều khi tôi uống một viên thuốc, bác sĩ gia đình cho tôi một viên thuốc, thì ông ta cũng cân nhắc xem là cái phản ứng trong người của mình có chịu được không. Bởi vì mỗi cơ thể là một khác. Cho nên thường thường bác sĩ của tôi, ông cũng dặn là phải đến thử máu sau một tuần hay một tháng để mà xem kết quả của phản ứng của gan, phản ứng của thận ra sao. Và sau đó thì có thể là ông ấy giảm hoặc là tăng, cái đó là tùy theo cái cơ thể của mình. Cho nên sự chăm sóc của bác sĩ tôi thấy rất là quan trọng. Nhưng mà trong những người Việt chúng ta, và ngay cả trong gia đình tôi, bà cụ tôi ngày xưa cũng rất là sợ đi khám bác sĩ, sợ thử máu. Bà cụ ở Việt Nam sang thì nói là thử máu là họ lấy máu tôi họ bán. Thì đó là một cái điều mà tôi thấy là chúng ta phải nên nghe theo lời của bác sĩ gia đình, và có thể là sẽ không theo những cái phương pháp như là trên mạng họ khuyên là nên ăn những loại rau cỏ đặc biệt. Nhiều khi chính cái loại rau cỏ đó nó chứa những cái phản ứng sinh hóa học mà có hại trong cơ thể của chúng ta. Cho nên nhiều khi nó lại không tốt. Nó có thể tốt với một người nhưng mà nó không tốt với những người khác. Ok, trong những cái chuyện mà những điều tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh mới nói thì nó có, tôi xin đóng góp một số ý kiến như thế này. Thứ nhất là khi mà người bác sĩ họ cho mình thuốc đó, thì thường thường nói đúng ra đó, thì một cái liều lượng thuốc nào đó và cái thời gian uống bao nhiêu đó, thì những cái thuốc đó đã được làm nghiên cứu bởi những cái dược phòng và những cái bệnh viện, tức là cái thí nghiệm những lâm sàng, người ta đã biết được rằng là phải uống như thế nào, với một cái liều lượng như thế nào, thời gian như thế nào thì nó mới có hiệu quả. Dĩ nhiên là khi mà người ta làm nghiên cứu như vậy đó thì nó sẽ đúng vào khoảng 80% thôi, thưa quý vị. Có thể 10% bệnh nhân có thể phải uống ít hơn chút xíu, và 10% còn lại nó uống nhiều hơn chút xíu. Mình nói là cái biểu đồ, gọi là biểu đồ theo cái hình cái chuông đó, thưa quý vị.
Dĩ nhiên là nếu mình đã nằm trong cái khoảng đó thì có thể là mình có thể uống nhiều hơn một chút, ít hơn một chút, hoặc là lâu hơn một chút, hoặc là ngắn hơn một chút, tùy theo cái người chúng ta. Cho nên thường thường khi mà bác sĩ người ta cho thuốc mình đó, thì thường thường họ sẽ cho một cái liều lượng gọi là chung chung, tức là đúng cho khoảng 70% của bệnh nhân. Nhưng mà nếu sau đó bác sĩ cần phải điều chỉnh cái liều lượng thuốc trở lại, tăng hoặc giảm, kéo dài hay ngắn hạn hàng hơn, thì bên này đó là cái đặc biệt là nó dựa trên những cái thử máu chúng ta có thể biết được để mà có thể gọi là điều chỉnh cái thuốc đó, chứ không phải là mình cho một lần là xong. Thì cái điều đó nó cũng rất là quan trọng, quý vị không nên tự gọi là tự biên tự diễn, tự làm thầy thuốc lấy mình. Tức là mình nói ô ngày hôm nay mình uống mình thấy buồn buồn, mình uống nhiều hơn chút, rồi ngày mai mình quên mất, cái ngày mốt mới thôi uống bù. Ví dụ bây giờ bác sĩ dặn ngày uống 3 viên, cái hôm nay đi chơi hay làm gì đó quên quá uống 1 viên thôi, ngày mai thôi uống bù lại làm 4 viên. Thì cái đó nó có thể gây ra những cái tác động rất là nguy hiểm thưa quý vị. Vì nhất là thứ nhất, một ví dụ điển hình đó là những thuốc mà gọi là trị bệnh tim mạch và cao máu chẳng hạn. Nếu mà quý vị không uống đúng đó thì cái mạch máu, cái áp suất của quý vị đó nó tăng giảm bất thường. Khi mà tăng giảm bất thường thì chuyện gì nó xảy ra? Nó sẽ làm bể mạch máu của quý vị, nó sẽ gây ra là tai biến mạch máu não, hoặc là có thể làm trụy tim. Cái đó rất là nguy hiểm. Thành ra đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa trong cái tiến sĩ của mình có nói đến đó là tại sao phải thử máu về lá gan và cái thận. Thưa quý vị, gan và thận tức là hai bộ phận lọc và tẩy độc của cơ thể chúng ta. Okay. Nào, yeah. Những cái thuốc, nói chung những thuốc chúng ta uống vào đó, nó đều là những hóa chất. Những cái hóa chất đó nó sẽ đi đâu? Thường thường hoặc là nó đi qua lá gan, hoặc là nó đi qua trái thận của chúng ta, hoặc là cả hai. Để mà nếu mà thuốc nhiều quá đó thì có thể là những lá gan và trái thận của cha nó thôi điều khiển, nó điều chỉnh cái lượng thuốc làm sao cho đúng. Đó là lý do tại sao mà mỗi người chúng ta có người gọi là gan to bằng trời chẳng hạn, tức là nó sẽ cái thuốc nó phản ánh khác nha. Thành ra cho khi bác sĩ cần phải thử những một số thử máu về những cái gọi là trong cái lá gan của mình và trong trái thận để coi là cái thuốc có đúng hay không. Yeah. Một cái chuyện nữa liên quan cái chuyện này tôi muốn móc nối nói một chút xíu, đó là về thuốc bổ. Quý vị nghĩ rằng là một số bệnh nhân cho uống thuốc trị bệnh, nhân mình hồi nãy mới nói cao máu tiểu đường thì không uống, nhưng mà ham đi uống thuốc bổ lắm. Thuốc bổ thì ra ngoài Costco mua một mớ về, nó là mình uống càng nhiều càng tốt, uống cho nó bổ để nó khỏi bệnh thưa quý vị. Trên thực tế cái đó không đúng. Gần như là 80% những cái loại thuốc bổ bây giờ người ta chứng minh là nó không có lợi gì hết mà chỉ có hại thôi. Chúng ta uống càng nhiều vào nó là chất độc thưa quý vị. Thành ra những cái đó thường thường người ta khuyên bây giờ mình uống một ngày một viên đa sinh tố là đủ rồi. Và trên thực tế có khi cũng không cần nữa. Chỉ có những người già mới cần những cái thuốc gọi là đa sinh tố, hoặc là những sản phụ đang có thai thì mới cần những viên thuốc đó thôi. Còn nếu bình thường chúng ta những người ăn uống khỏe mạnh thì không cần thuốc bổ thưa quý vị. Nói thí dụ như bây giờ quý vị uống nhiều, nói là sợ loãng xương, quý vị uống nhiều thuốc vôi vô, uống vô thì thực sự nó chỉ làm cho đóng vôi trong trái thận thôi, chứ nó không có vào được trong xương. Dạ, thưa quý vị. Cái đó là một cái thiếu dưỡng điển hình chẳng hạn. Hoặc là quý vị nói uống nhiều vitamin D để cho nó bổ xương, trên thực tế một nghiên cứu cho thấy rằng là quý vị uống một viên thuốc vitamin D nó đủ 2 tuần lễ rồi. Cho nên quý vị không cần phải ra ngoài Costco mua một hũ bự chảng là trong đó nhiều vitamin D để uống mỗi ngày cho nó bổ. Hoặc là bây giờ ngay cả thuốc dầu cá cũng vậy, người ta khuyên rằng là nếu quý vị muốn có dầu cá thì quý vị nên ăn cá chứ không có ăn uống thuốc dầu cá. Quý vị uống thuốc dầu cá vào thực sự nó không, cái một viên thuốc trong dầu cá người ta nói như vậy, nhưng khi tôi uống vào đó cái lượng omega 3 đó nó không có chính xác, nó không có thấm vào trong cái ruột của mình. Vì nên nhớ là cái bao tử của mình là nó là có axit, cho nên tất cả những thứ gì mình ăn qua bao tử nó đều rã đám ra hết, rồi cơ thể nó từ từ nó mới hấp thụ trở lại và nó ráp nối trở lại thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà quý vị đừng có nghĩ là tôi uống thuốc bổ này bổ xương thì nó bổ xương, không phải. Nó vô bao tử nó tan ra hết rồi, xong rồi cơ thể mình nó điều chỉnh, nó muốn dùng cái gì nó dùng, còn dư thì nó dục ra ngoài. Thì như vậy điều đó có thể nó làm hại thêm cái trái thận và cái lá gan của mình. Điều thứ ba nữa, tiến sĩ Huỳnh có nói tới chuyện lấy máu thưa quý vị, nó nhỏ chút xíu thôi, không ai bán máu thưa quý vị. Nhưng mà trong người mình á, mình có tới 5 lít máu lận, cho nên người ta lấy ống máu nó chỉ có chút xíu thôi, không có sao đâu. Nhiều khi thực sự ra mình lấy như vậy thì cơ thể của mình nó sản xuất ra máu mới nó tốt hơn thưa quý vị. Dạ vâng. Thì theo tôi là bác sĩ gia đình cũng khuyên là phải đi bộ ít nhất là
một tiếng đồng hồ một ngày. Vâng. Đó, thành thử ra tôi thấy nó rất là áp dụng với tôi thì nó rất là tốt. Ví dụ như là tôi đi bộ nửa tiếng, rồi nửa tiếng, rồi ngồi làm việc xong rồi nửa tiếng sau lại đi bộ tiếp, thì như vậy là một tiếng đồng hồ. Vâng. Thì nhưng mà có nhiều bệnh nhân đến thăm bác sĩ thì ông hỏi là bằng tiếng Anh, bà này là một bà Mỹ, bà có đi bộ không? Thì bà nói không, tôi không đi bộ. Thì thấy bà ấy chống cái gậy thì tôi biết là đúng là bà này là vì không đi bộ cho nên bị chống gậy. Cho nên theo tôi là chắc là bác sĩ Minh cũng khuyên là chúng ta chắc là phải di động đúng không anh? Không ngồi một chỗ. Và dạ thưa quý vị, tôi cũng rất là vui vì thấy là anh Vũ Minh Huỳnh rất là mạnh khỏe và nói một ngày đi một tiếng thì tôi rất là vui. Thực sự thưa quý vị, cái nghiên cứu cho thấy rằng là cứ mỗi một phút chúng tôi ngồi như thế này, đáng lý ra lần tới chúng tôi, anh Huỳnh và tôi sẽ đứng lên nói chuyện trước ống kính thưa quý vị, là vì cứ mỗi một phút chúng tôi ngồi như vậy đó thì không những mình mất đi một phút đó mà cơ thể chúng ta, cái tuổi thọ nó giảm đi thêm 22 giây nữa. Tức là mình mất 1 giây và cộng thêm 22 giây nữa thưa quý vị. Điều đó có nghĩa như thế nào? Quý vị ở nhà coi tivi ngồi một chỗ thì quý vị sẽ thấy là thời gian nó đi qua rất là nhanh và quý vị lỗ lã thêm rất là nhiều thời gian. Thưa quý vị, nó sinh ra nhiều bệnh tật khác nhau, cao máu, tiểu đường này nọ. Cho nên người ta khuyên bây giờ là tối thiểu mỗi một ngày từ 30 phút tới 60 phút quý vị phải đi bộ hoặc là đi qua đi lại, không được ngồi lì một chỗ thưa quý vị. Thì tôi nghĩ là người bác sĩ nào của anh Huỳnh nói là đúng sách vở thưa quý vị. Dạ. Cá nhân của tôi cũng bắt chước anh Huỳnh mà không biết, tức là vợ chồng chúng tôi thường thường mỗi một ngày chúng tôi hay đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ. Nó làm chúng tôi rất là khỏe. Có người nói là càng ngày tôi càng trẻ hơn. Thành ra quý vị muốn trẻ thì quý vị nên đi bộ cho nhiều thưa quý vị. Dạ vâng, thưa bác sĩ mình. Dạ. Còn một điều khác nữa, tôi nghĩ rằng là chúng tôi hay nói tới, đó là tôi hay nói nhắc nhở với bệnh nhân rằng là đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn kỹ những gì người ta làm. Không phải, tôi xin lỗi quý vị. Đó là chúng ta đừng có nghe những người nào trên mạng lưới nói là ồ, mình uống cái thuốc này nó tốt. Dạ, hoặc là cái cây cỏ nào nó tốt. Hồi nãy tiến sĩ Huỳnh có nói như vậy. Quý vị nên nhớ rằng là tất cả những thuốc men, nhất là ở Mỹ, người ta đã qua những cái công trình nghiên cứu dài hạn, có khi nó kéo dài tới 4-5 năm, cả chục năm, người ta mới chứng minh rằng là cái thuốc đó có tốt hay không và người ta mới cho dùng nha. Cái chuyện thứ hai nữa, quý vị thấy người ta hay quảng cáo thuốc ở Mỹ, quảng cáo thuốc hay là bất kỳ quảng cáo cái gì, quảng cáo phải có bằng chứng. Quý vị nói mà không có nghĩa là quảng cáo trên tivi mà nói không có bằng chứng, mà người ta chứng minh là những điều nói của mình mà không đúng đó, là người tiêu thụ họ có quyền kiện, họ kiện tới tận nơi á, có khi phải đưa hãng thuốc có thể đền tới bạc tỷ bạc triệu lần á. Cho nên những cái điều gì người ta quảng cáo nó rất là đúng. Cho nên quý vị nếu mà nghe trên mạng lưới, trên internet này nọ nói là cái thuốc này hay hay là cây cỏ kia tốt, quý vị nên đặt một cái câu hỏi rằng là nếu tốt như vậy tại sao mà nó chưa có một người bác sĩ bạn tôi, nếu nó tốt như vậy sao mà tụi Mỹ nó chưa có kinh doanh để nó bán cả bạc tỷ ở Mỹ. Thành ra quý vị nên không có nên đúng như vậy, gọi là khá vội dễ tin như vậy thưa quý vị. Rồi. Nó có khi nó hại cho sức khỏe nhiều hơn. Dạ vâng. Thưa quý vị. Thưa bác sĩ Minh, thì đúng là thuốc là con dao hai lưỡi. Một mặt nó có thể chữa cho mình lành bệnh, và mặt khác là nó có thể có những phản ứng bên cạnh. Cho nên ở đó là bác sĩ sẽ có thể điều chỉnh được cái trình độ, mức độ của thuốc cho hợp với lại bản thân của chính bệnh nhân. Tôi nghĩ là nên theo lời khuyên của bác sĩ để mà dùng thuốc. Thưa quý vị, để đúc kết chương trình ngày hôm nay, tôi trở lại một chút xíu ở cái phần mở đầu, đó là người bác sĩ trong cái mạng lưới xã hội ngày hôm nay thưa quý vị. Thường thường quý vị nên đi khám bác sĩ thì nên tới gặp bác sĩ ở phòng khám, vì quý vị liên lạc với bác sĩ qua mạng lưới xã hội nhiều khi nó sẽ không có đúng. Những cái cú điện thoại hay là những cái text message quý vị gửi tới bác sĩ, quý vị nghĩ là nó nhanh chóng, trên thực tế bác sĩ họ rất là bận, nhiều khi họ sẽ không trả lời cho quý vị. Những trường hợp khẩn cấp người ta sẽ không trả lời. Cái thứ nhì nữa là những cái câu hỏi đó nó không có được ghi vô trong hồ sơ của quý vị. Cái thứ ba nữa đó là thường thường khi quý vị nói chuyện với bác sĩ ở phòng mạch thì cái vấn đề nó trở nên nghiêm trọng và nghiêm túc. Bác sĩ họ sẽ giải quyết nhiều hơn là những cái vấn đề mà quý vị nghĩ rằng là text message hoặc là nói chuyện qua Facebook. Những cái chuyện đó quý vị không tránh, không nên làm. Thôi thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay đã kéo dài. Thưa quý vị, chúng tôi xin chấm dứt ở nơi đây và xin hẹn quý vị lại trong một cái chương trình kế tiếp. Một lần nữa, xin chào quý khán thính giả của đài VNTV và chương trình Sức khỏe đời sống.
Vâng.